màn đu dây giữa trời của những bông hồng cảnh sát đặc nhiệm. Nói đến tháng 10, người ta thường nhớ đến ngày phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng trong những ngày tháng 10 này, thì những bông hồng thép đặc biệt của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2, số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đóng quân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng lại theo các thầy ra thao trường cùng gò mình vào những bài huấn luyện khó khăn để sau này đối mặt với những nhiệm vụ vất vả và nguy hiểm nhất. Những cô gái có tuổi đời còn rất trẻ, đứng trong hàng ngũ của cảnh sát đặc nhiệm, họ phải tập luyện thành thạo nhiều nội dung chiến thuật như võ thuật, xuống dây nhà cao tầng, bắn súng. Thậm chí cả những bài tập khí công công phá độ khó cao như đặt bê tông lên bụng, uốn cong cây thương sắt nhọn bằng yết hầu, trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt, da thịt bị chảy xước hay không may bị chấn thương trong lúc tập luyện là chuyện thường xuyên xảy ra với các nữ cảnh sát đặc nhiệm. Đằng sau sự bản lĩnh, kiên cường ấy, họ vẫn là những người phụ nữ mong manh, yếu đuối và cần được yêu thương, bảo vệ. Họ xứng đáng là những bông hoa kiên cường, mạnh mẽ.